tắm vậy đó. Mở cái robot á, mở robot á. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng kết nối lo kéo và cái tivi LG luôn. Dạ. Đây. Mình vô mình bấm cái này là cái hình của cài đặt nè, đây, ngay ngón tay mình nè. Bấm vô đây thì nổi lên vậy. Mình bấm vô đầu âm thanh. Mình sẽ bấm qua danh sách thứ bảy, mình bấm xuống, bấm ok. Rồi, nó đang dò đó, nó thấy chữ bờ audio nó đang kết nối đó. Này là hình như là tự động kết nối. Rồi vô xong. Đó, nó đã kết nối xong nha các bạn. Đây mình chọn bài hát. Rồi, vô xong nha các bạn. Thôi nói đầy tháng quốc thoải mái ha. Tiệc nhậu mỗi ngày lấy lo ra ha. Cái đó là gì? Dạ. Dạ. Quá ngon rồi. Mạng wifi đây thì yếu, nó hơi quay. Cái wifi không để đâu mà yếu quá ta. Wifi yếu. Đây là ở Thủ Thường nha các bạn, đồng ruộng quá tốt luôn. Cánh đồng ruộng quá tốt luôn. Vô cái đứng à. Đời tôi sẽ đi về đâu.
gió lùa vào bừng đi.
tôi đứng bên này xong bên kia dùng nửa tôi là tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy che một phiền tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu cưới rồi đành xa nhau nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu do mạng wifi. Mạng bị yếu à? Mua lo về rồi cùng nhau tăng lo nha các bạn. Bên đây tổ chức tiệc đem qua bên đây luôn. Nhạc cái bên đem qua luôn. Mà bây giờ do wifi nó bị yếu nên không được. Bây giờ hát trước bàn điện thoại trước đỡ đi. Chút nó mạnh lên cái bắt đầu mình hát.